Xin chào quý vị các bạn, trên hình bạn thể thấy để điện thoại Huawei i9 Mirai với phần khay SIM được đặt phía trên cùng của máy như này. Khi bạn gặp lỗi sự cố liên quan đến phần khay SIM của điện thoại Huawei i9 Mirai, lỗi hỏng, cong, vênh, móp, méo, cần một địa chỉ thay mới khay SIM, sửa lỗi không nhận SIM trên điện thoại Huawei i9 Mirai. Quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Chúng tôi có mọi loại linh kiện trên điện thoại Huawei i9 Mirai nói chung và phần khay SIM của Huawei i9 Mirai nói riêng thay mới bị các bạn khi cần sửa lỗi nhanh chính xác. Thông tin cụ thể hơn, chi tiết hơn về dịch vụ sửa lỗi hỏng khay SIM, lỗi không nhận SIM trên điện thoại Huawei i9 Mirai, quý các bạn vui lòng liên hệ 0961234534. Kỹ thuật viên về dịch vụ cao cấp .vn sẽ tư vấn hướng dẫn cụ thể chi tiết vì các bạn. Xin cảm ơn vị các bạn đã xem video tại di động cao cấp.vn, địa chỉ cung cấp link phụ kiện của điện thoại Huawei i9 Mirai hàng đầu hiện nay.